Lên lửa rồi kìa. Còn như trong nữa, còn cái lại rồi đó. Xịt đi, cái này phải điện lên á, lên xịt. Tân xuống chưa anh ơi? À bên trung tâm phòng cháy à, bây giờ cho 81/3 nó đang triển khai cháy lan rộng cái đám cháy vừa rồi á, trên đường ao đôi á. Nó đang lan rộng, nó cháy lại anh ơi. Nguy cơ xe chưa cháy nào không? Nó giờ càng xịt càng lên nè. Nguy hiểm quá anh. Lát nó nổ thì mày nữa. Nổ được. Nếu chạy nó có lượng máy giờ đồng hồ tính tiền mà đồng hồ không có thì nó tự nó không phân tích rồi cái nữa không đôi khi bên đó xịt nó không hết á. Nó này cái lò chiếu đưa cái bình cái này nè, cái này nè. Đâu mà. Cái này phun mấy bình hóa chất như sao cái gì hết trời. Không quay gì không quay hoài máy ông giọng thấy cũng lỏng thôi nè. Ông đang nhà. Nhà chỗ ai nói quá chắc cháy đâu mới nhớ tôi tính bình. Đây làm gì cái tấm pin. Quá quay tấm pin nè. Mình dập bên đây đi, có nhà của ông Út à. Má quẹt này đéo tắt người con đau. Không có nghèo luôn. Điện đâu mà bây giờ đồng hồ nước đâu bị chảy ra đồng hồ. Ở đây thôi, em quay qua cái ba cái này đỏ trời ơi, bắt khúc đầu quá mình nghe, ở đó nghe mà.